Cũng có một người chị gái đứng ở mũi thôi. Cùng chồng
xà lan lúc nào qua cống cũng phải có người trước người sau hết trơn nha các bạn. Lúc nào cũng phải có người ngồi ở mũi ha, đặng quan sát tiếp cái phía trước nha các bạn, tại vì nó xa lắm, người lái không có thể nào nhìn được hết ha. Đây có một chiếc cẩu xăng dày nữa đó mà không biết có vô không. Nhưng cẩu xăng dày để vô phải tạo đầu kéo kéo nghe các bạn ơi, chứ không có vô chạy không được nha. Tiếp tục có một em gái nha. Tăng tốc
rồi, cái cây bầu. Rồi đây là chiếc xe lăn túi nha. Cái bộ đạp cò bộ đang lấy chớn nha con. Yeah.